Mà tao lại bước thả flow khi được khó xíu vào vỏ. Nhưng tao không phải là Vietnamese gang. Tao chỉ có thể làm việc không biết mệt mỏi và đưa âm nhạc tới vinh quang. Vần câu tao ca ngang trong đầu. Có thể tao rap những thứ mày cho là xấu. Như đông nấu khi bắt đầu. Không có ai để tao bất cầu. Tao không chắc làm sẽ rất ngon. Đến khi tao làm liên tục lắc đầu. Flashing the old way may have fall. Tôi chơi chỉ để ghi bàn đàng hoàng. Nhờ lời là pro không cần thấy chương bàn. Vì nhạc tao ngày càng lên. Cái tao bước lên sàn bàn hoàng. Làm tao chợt quên. Tao đang thử sống hoàn toàn. Làm như chỉ để thôi mày đam mê. Tao lơ là cho huyền lành. Vì mày thằng bạn cùng bàn trong quê. Hồ sơ bị chế danh vườn. Đôi tay dần lo tao tới thiên đường không quá vì thường. Nhâm thanh lên tôi làm một ghế điên cuồng. In a game and freestyle trên đường đốt quay ride. Không để qua lâu tụi tao lo điều là để lại một bè. Sẽ thành một người như tao con nhưng không thể không cần. I don't wanna stop vì đâu ai muốn mình phải chờ. Tao không thể nào ngờ tao đang từng bước đi tới ước mơ. Không nên trong từng giờ tao nhớ lên khói cái đèn lần lờ. Hướng mắt lên bầu trời ở giờ anh chàng tao nhớ con sói. Tao lấy nó từ đời lỡ rap của tao chỉ là lời nói. Pháp lâu ngang trên thiên đàng. Ước mơ của tao là trở thành giàu sang. Nếu tao có chết thì tao cũng hiên ngang. Bước tiếp trên đôi chân con đường dài. Man, breaking the circle. Nếu không phải ta sẽ không là ai khác. Flashing on the mic for you don't know. Bộ nào mày mong của mày cũng đã biết tao khai thác. Wow, ay shit, tôi đang bay. Tiếp đến là phong độ cầm cây viết. Để cho bằng baby stay lit. Mọi thứ âm nhạc này phát hàng đêm. Đến từ là G.O.D. Phải chỉ bản thân học tập. Để tao dễ dàng kiếm thêm chứng chỉ. Brother, Louis, Gucci, Bang, Molly, Popo, Guzzi, man. Là một công việc tốt thằng bố mày underrated. Nhưng mà tao biết đâu sẽ một ngày we gonna get it, get it, get it, get it. Only fan. Cuối chân cardio thích con ghế đất bự vì mẹo mẹo xe cầu. Để tụi tao trong chất người dính đây mua gái Molly Wow. Trừ vì các tôi dịch tất cả dự án để làm công dân ngầu. Kỹ năng dạng đau phụ bên hấm gặp là gì ô đi sang đâu. Tụi tao không phải nơi bỏ xét nên tụi mày siêu thoát. Adidas tay cầm súng tay cầm tiền lực mà xét. Adidas 90 liều gì sao flow tao đang đi. Thành tiếng là sau khi anh em làm một video đi kiểu gì. Tụi tao tự tạo ra con sống đổ bộ vào trung tâm nên nhạc trap gang với bộ dạng hoang không bị gấp lên đã được chuẩn bị sẵn bạo lực trên đời thông cân cốt vì đơn giản tụi tao không biết công. Tao nâng ly đầu tư kỹ money nhiều trong ví không hề sân si không phân biệt tiếp thu mọi chân lý ra đừng say nói với mấy cái thằng mà tao cho mày thấy công cho tao pha với thằng ngu. Fucker tao pha với thằng ngu. Fucker giữ chờ không đủ ngang tao lại hốc đổ cơ. Nhờ đủ sang tao chạy tao nở sơn. Gái tao lỡ tao bay hết vào mai là dòng boy never rock again. Tao không cần làm tao nói với tao tao. Nhìn lên cao thấy tao sao qua đường. Nhờ vừa ly thấy bốn chai đi nước. Bởi xa mày mấy nước đứa cầm mày đi tao đã thấy chưa. Tụi mày giật mình khi đám mây tao điện. Tao sợ với tao nghiện đồng tiền. Ra đường tao không thấy cái chuyện. Và tao hơi e ngại với tao chung dạy cầm quyền. Kính miệng mình nó sẽ tính tiền. Xem lại không thôi nó tấm liền. Ra đường tao hay điên đi cho mấy cao phòng. Tình tâm nhớ tiền viện. Như là chú chim mốc trong lòng. Tao đang sống trong căn phòng bốn bức tường cũng biết tiếng nhạc. Đời này thì nó biết tiếng nhạc. Sài Gòn này hoa lệ không sai nhưng dân tệ nha nha. Ra đường phải biết lễ phép nếu không muốn đi nha khoa. Ra bài đi như bài hit như là đường lai bài hit. Không cần biết vì không cần thiết nhạc tao nó vẫn sầu lên. Lửa trong người không dập tắt nó vẫn cháy đến bỏng da. Khó vào nhiều nên sập mắt. Uống thêm vài chất lỏng nha. Ba năm là quá ngắn để tao biết đến dòng nhạc này về u. Tao là Ram Ti và đến từ tổ đội là Di Âu Đi này cu. Bước ra ngoài kia tao kiếm tiền đồng xu. 40 cây số để bước vào phòng thu. Kiếm bạn bài đu mất cả đời mu. Mấy em gái kia đấy phải là gu. Giữ chờ không đủ ngàn tao lại hút đổ cờ. Như đuổi sang tao chạy từ nửa sân. Gái tao lửa tao bay hết vào mai là dòng boy never rock again. Tao không còn làm tao nói với tao tao. Nhìn lên cao thấy tao sao qua được. Nhìn vào ly thấy bốc chai để nước. Bỏ xa mày mấy nước đứa cầm mày đi tao đã thấy chưa. Tụi mày giật mình khi đám mây tao điện. Tao sợ với thằng nghiện đồng tiền. Ra đường tao không thích kiếp chuyện. Và tao hơi ngại với thằng chung vị cầm quyền. Kính miệng mình nó sẽ tính tiền. Xem lại không thôi nó tấm liền. Ra đường tao hay điên đi cho biết ca phòng. Tình tâm nhớ tiền viện. Ở thân như là ninja của tao làm việc một lúc canh ba. Thời gian hả cứ trôi nhanh qua. Thứ còn lại là những gì của đêm qua. Tao đấu tranh cho tư tự làm sản phẩm có âm hưởng. Nhưng tao cao thế như điện âm tường. Nên mày không thở phân biệt âm dương. Là nghe âm thanh của tụi ta nghe phải ra tụi mày đang. Never ra, nhiều lúc chỉ muốn chơi với cuộc đời. Nhưng mà giá trị âm nhạc tao để vào đó thì đời để sao? Sức khỏe và
đợi chờ ngày mới đến. Chúng ta luôn từng lại được đâu. Giờ đây tôi vô vào sâu, hơi thơ tâm anh vừa sâu. Tụi tao rock xa như anh em ơi chóp ba hả. Tụi tao khác xa từ bản năng tao phát ra hả. Kissing rap yeah, anh the flashing rap yeah hả. Kissing rap yeah, anh the flashing rap yeah hả. Nhìn ra đằng xa vào tháng tòa nhà đang nhảy và đang chạy từ the fast mode. Giang thằng bạn nó với tầng thứ tao đang có là do ông chờ để mang phát xuống. Kéo vào đầu anh là Ray. Và cảm ơn những con người đã bước đến với cuộc đời tao. Tao quay gốc baby no. Lắm mấy khi đó được cảm xúc bên trời cao. Ngắm nhìn xung quanh bằng một đôi mắt khác. Cảm giác mất mát làm tao bất giác. Vì sự lại trước ma, nhưng mà nó phát làm mày thắc ma. Say mò đó pha, làm sao thoát ra khi mày không biết cách. Khiến tao bị bắt, hố sâu dưới chân ngoài chờ mưa tí tết. Welcome new vai cùng với DMT. Hết show night long vì tôi với anh đi. Gặp mấy nữa tao nháy mí, tao gọi mấy em mày lấy đi. Không cần biết đối thủ nàng mấy ký, thiên quân miệng cùng nó tao lấy đi. Man, cho mày sớm bất sang bang. Khiến mày mất đất tan hoang. Vứt hết bất rứt đang mang. Cảm nhận chất ngất đang sang. Nguyên ngang tao thì bao sáng. Kinh doanh mặt hàng bao bán. Cái chết là mày ngao ngán. Đủ phong mày gang. Kissing rap, yeah, anh đang flexing rap, yeah, huh. Kissing rap, yeah, anh đang flexing rap, yeah, huh. Kissing rap, yeah, anh đang flexing rap, yeah, huh. Kissing rap, yeah, anh đang flexing rap, yeah, huh. Tụi tao rock xa như anh em ơi chóp ba, huh. Tụi tao khác xa từ bản năng tao phát ra, huh. Kissing rap, yeah, anh đang flexing rap, yeah, huh. Kissing rap, yeah, anh đang flexing rap, yeah, huh. Oh my god, put it on me. Oh my god, trap không lâu kỳ. Hãy tương lai tới và dùng chữ ký. Khi mà hợp đồng xong đi, đóng thêm lại thế với hạt động theo biên chế. Fuck it up, bao nhiêu vấn đề không chi. Hết so lại chăm chỉ, sau những tiếng lớn nâng ly. Nghiên cứu thêm thị trường về đồng hồ. Anh lôi cho Rayco, như đang ở trên đỉnh khi đam mê và công việc được đồng bộ. Không có say no với những lời mời, còn cả đống vị trí kịp handle. Hết so we run the game, tao biết được cái sống ở trong bando. Và nhúng tay trực tiếp vào trong bando. Bitch, tao đi sống như đi sống, we ride out the shit. Anh em go up, go up, go up, go up. Nhưng mà kệ cho mấy shit ở trong khu bỏ 20 và đang roll up, roll up. Mấy xong nói sao tao hold up. Không gian như bị cô lập. Chăm chỉ như mình nằm on stack. Cởi chân tao đi show up, show up. Stack up, play with it. Mỗi tao 20 tao play with it. Lỗi sai tao mới khắc phục. Không bị sát dục. Lời đáp tao rất tột. Quân sẽ đến lúc âm nhạc của tao đã kết thúc năm 22 tao vẫn tao ngồi đâu. Với những thằng tao nghĩ sẽ là gold. Và không có một thằng nào dốc. Thấy OV bây giờ toàn là phố. Cuộc đời này giống như bàn cờ. Thì tụi mày cũng chỉ là con trâu. Hút xong hai mắt mày là đời cho mày tới nóc. Mày nghĩ tao không tốt. Man, man, man. 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 Đôi lúc có vài lần bế tắc nhưng cũng tìm cho mình được lối thoát hiểm. So với số phận để ban đầu thì hiện tại đang cùng đồng minh tác chiến. Huynh đệ bên lòng ta đáng kính. Hơi quậy chút nhưng không đáng kinh. Sợ vậy ta còn đối với tụi nó vì bên trong còn phần nhân tính. Trải qua tuổi trẻ với cả bản tính đã bớt hàng toàn thêm phần thân thiện. Sao down to hip hop in my hometown nơi tụi tao ăn diện. Là gì OD flow nơi để chứa đựng những tài năng Việt. Số thằng muốn xuất hiện ở chương 2 trong tương lai nhưng tao e là không kịp. Mấy thằng có tánh ngạo mạn, OG mà mày cũng mạo phạm. Đường lên tới đỉnh vinh quang sẽ không dành cho một cái nào nản. Flow là gì này hào sản, lâu kỳ trở nên bài bản. Tránh khỏi trên radar nhưng khi thấy camera thì anh lại vào dáng. Ây, cống hiến cho underground. Đến khi nào tụi tao được công nhận. Biết biết nhảy trên xào lao. Alo cho Âu gán đứng bảo là không bận. Âu đây để làm dự án mới. Cần hết sổ trong vài tháng tới. Có những ước mơ mà tao đang đáng với. Làm cho giá trị bản thân này sáng chói. Đôi lúc thì anh cũng không hiểu. Đôi mắt trong trạng thế đâm chiều. Anh muốn đổi tao xanh dương. Để lấy thứ màu màu xanh rêu. Anh muốn có cô gái mà anh yêu. Đồ Netflix and chill. Cảm giác tan khê. Còn nhớ về nhân đồng quay. Thầy cũng chở thanh ác, cũng nhận ra tiền không phải tất cả mà ma. Ai rồi cũng trở về đất cho hàng nảy mầm thôi mà. Sống làm sao cho đáng có từng ngày sinh ra. Hãy nhìn người đi trước mà nghĩ tới cảnh mình già. Có những đêm con không ngủ được vì lo bản thân mình sẽ nhầm đồn. Có trao qua hết những lời bệnh vì nếu lắng nghe thì nó quá tầm thường. Còn con người bị sinh ra, họ được sống những gì họ muốn. Đó là niềm tin mà ma, họ không để bản thân mình buồn. Qua bao nhiêu đêm dài, lấy mắt son lại thêm bài. Như âm thanh của con từ từ rọc vào đôi tai một màu mới. Con nghe hay để chơi nhạc, cuộc sống của con từ lâu được. Con sẽ không khóc đâu vì con đã khóc từ khi chào đời. Theo máy bay về đâu rồi nhưng không ngần ngại như trước kia.
bao đêm nước mắt dần rơi, cảm giác dần vào chơi đã quý chờ. Ngoài này máu tàn phai nên không cần ai kế bên, bao cơn đau vẫn đang chịu sâu vì những cuộc gặp mặt không thể quên. Ai cũng đẹp lên nhau nên đang nhanh đêm anh muốn thật khó để quên hết đêm nhưng cũng đến lúc phải buồn. Cơn mưa không ngừng rơi hay rơi lên ai và ôn cần trong quá trăm hơn nhau nhưng sao nhau ra đây tuôn trong cơn say đang cho em. Tao muốn mình như một sao sáng, từng lại tao nắm trong bàn tay. Yeah, anh em tao muốn nó càng hay. Sau này trên tay đeo bàn tay, tao muốn phải có những vòng xoay cùng quay. Lòng tay tao lấy tờ giấy của ngồi si vì vườn cây và mây. Ngồi đây cùng vài những thằng hâm mây giờ đây. Mình tao xung quanh chỉ ta là energy và tan với nhau và những bài chi tâm quên hết đi. Yeah, cơ thể của tao vẫn đang nóng lên. Yeah, yeah, những thằng hâm mây thì say không quên.